Theo các chuyên gia khí tượng, hôm qua ngày 18 tháng 11 là ngày lạnh nhất ở miền Bắc, còn hôm nay là ngày lạnh nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam trong đợt không khí lạnh thứ hai này. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong 2 ngày nay là do không khí lạnh ở miền Bắc và miền Trung khuếch tán mạnh xuống phía Nam. Trên vùng biển Nam Bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc, gió chướng, mạnh cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9. Tại miền Bắc, sáng ngày 19 tháng 11, trời tiếp tục nắng đẹp kèm không khí lạnh tại Hà Nội và Đồng Bằng, đến rét ở vùng núi cao. Tại Bắc Trung Bộ, sáng nay nền nhiệt cũng xuống rất thấp. Bà Lữ Trang, cán bộ thuộc Đài Khí tượng, Thủy Văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiệt độ thấp nhất sáng ngày 19 tháng 11 tại Quan Hóa còn 12,5 độ C, Yên Định 14 độ C. Trời rất rét. Đồng thời, các trạm đo ở miền Bắc cũng đã ghi nhận nhiệt độ xuống thấp.